Xin chào các bác, chào các bạn đã xem video của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bác, các bạn một sản phẩm nữa của chúng tôi. Đó chính là sâm cau, hay còn gọi là ngải cau, theo sách của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam. Ngoài ra thì trên thị trường nó còn có một cái tên gọi nữa, đó là sâm tiên mao. Thế tại sao gọi là sâm? Vì là cái này là do đồng bào dân tộc thường lấy về sử dụng, sau đó thấy nó có tác dụng tính vị tốt như sâm, cho nên là gọi nó là sâm. Sâm cau, ngải cau, hay còn gọi là sâm tiên mao, có những cái tác dụng chính đã được viết trong sách của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi. Sâm cau dùng để chữa phong thấp, lưng lạnh đau, thần kinh suy nhược, liệt dương. Không những ở Việt Nam mà ở Ấn Độ, rễ cây này cũng được coi là vị thuốc bổ. Ngoài ra còn dùng để chữa ho, chữa trĩ, vàng da, đi ngoài lỏng, đau bụng, lậu, bệnh lậu đấy các bạn. Thông thường thì ở Việt Nam ta thì dùng cái sâm cau, ngải cau, sâm tiên mao chính là vào việc tăng cường sinh lý và chữa yếu sinh lý, liệt dương, những bệnh về vô sinh nam mà thông thường là áp dụng. Ngoài ra thì sâm cau còn dùng giã nát để đắp vào những vị trí lở loét ở phía ngoài. Đặc điểm nhận dạng của cây sâm cau, đây là các cái củ sâm cau đây các bạn. Tuy nhiên cái củ này của tôi thì nó cũng không được to lắm, nhưng mà cũng có củ to thì nó chỉ to hơn đầu ngón tay của tôi một chút thôi. Các bạn so sánh dài như kiểu túi thuốc ấy, trông nó rất là xấu. Rất tiếc là cái lá tươi thì tôi lại không có ở đây, nhưng mà trong các cái hình ảnh trong video thì tôi sẽ đưa thêm cái lá tươi vào cho các bạn, thì các bạn sẽ xem cụ thể hơn. Đây nó gọi là cái không gọi là rễ đâu, mà đây gọi là thân ngầm theo sách của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi. Và cái lá nó dài khoảng độ tầm 40 cm, có cái hoa màu vàng. Các bạn đừng nhầm lẫn với lại loại sâm cau khác. Trên hình ảnh của tôi thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái loại sâm cau khác, đây là sâm cau đỏ đây. Nếu mà cái củ mà chưa đánh rửa thì nó như thế này. Các bạn chờ tôi một chút. Đây cái củ mà chưa đánh rửa thì nó như thế này đây các bạn này. Đấy. Nhưng mà nếu mà các bạn đánh rửa xong rồi thì nó có cái màu đỏ như này. Ở đây trên thị trường thì cũng gọi là sâm cau, nhưng mà để rõ hơn thì thường mọi người sẽ gọi là đây là sâm cau đỏ, còn đây mọi người sẽ gọi là sâm cau đen hay gọi là tiên mao. Mà thực ra thì trên về mặt lý thuyết thì đây mới là sâm cau, còn đây nếu mà gọi đúng ra thì là rễ cây bìm bìm, hay còn gọi là sâm cau giả. Nhưng mà chúng tôi đã thử ngâm rượu loại này rồi các bạn ạ. Và nhiều người bây giờ cũng đang ngâm mà vẫn đang mua trên thị trường cái sâm cau này. Người ta vẫn gọi là sâm cau thôi. Thị trường gọi là sâm cau thì chúng tôi phải gọi là sâm cau vì cho nó thống nhất trên thị trường, và thêm từ đỏ nữa cho phân biệt là loại sâm cau đỏ. Sâm cau đỏ này ngâm rượu khoảng tầm 2 đến 3 tháng trở lên. Có mùi vị thơm, màu vàng nhạt, uống ngọt. Đây. Giới thiệu các bạn, đây chính là cái bình rượu sâm cau đỏ chúng tôi đã ngâm, mà chúng tôi đã uống thử. Uống cái này thì cũng không có vấn đề gì cả, cũng không đau bụng, cũng không nhức đầu gì. Có mùi thơm, vị ngọt. Thế còn tác dụng bổ dương hay không thì cái này phải tùy theo từng mỗi người, các bạn sẽ nhận dạng được hơn. Tuy nhiên là các bạn muốn mua những cái bình này thì có thể đặt, chúng tôi vẫn cứ sản xuất bình thường, vì là chúng tôi uống rồi, cũng không phải là uống một ngày, hai ngày. Uống rất nhiều ngày rồi, không thấy có độc tố gì cả. Rất tiếc là về cái loại sâm cau đỏ này thì chúng ta thì đất nước có rất là nhiều thảo dược. Các cái giáo sư tiến sĩ giấy của chúng ta thì bận quá chưa nghiên cứu được. Còn những người như giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi thì chắc là cũng do công việc nhiều, cũng bận rộn cho nên không cập nhật được cái loại này. Và nhiều loại thảo dược khác chúng ta cũng chưa cập nhật được.
Đấy, xin nói chỗ, còn để mà cái sông cao đỏ này mà nói thêm các bạn này, để mà các bạn làm nó đỏ như này thì các bạn phải dùng một cái cọ son như này này, các bạn đánh rửa dưới vào nước ấy. Đấy, các bạn đánh rửa dưới vào nước đấy, thì nó sẽ ra cái màu đỏ như này các bạn này. Đấy, thấy hơi hồng hồng chưa. Đấy, các bạn đánh rửa dưới vào nước thì nó sẽ ra đấy, đây này các bạn này. Đấy, cũng xin nói thêm với các bác về cái sâm cao Tiên Mao này, ngải cao này. Cái sâm cao này thì được nói chính thống trong cái sách của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, và đặc biệt là nó có công dụng là bổ dương, chữa di tinh, liệt dương. Cách sử dụng ấy thì thông thường là sâm cao này được là phơi khô, sao vàng, hạ thổ, sau đó là được ngâm rượu. Thông thường thì một cân sâm cao khô ngâm với cỡ khoảng độ 5 lít rượu. Còn đây là sâm cao của chúng tôi đang là sâm cao tươi. Thì hôm nay tôi sẽ thử ngâm một bình sâm cao tươi, làm một cân thôi, ngâm một bình, ngâm một bình sâm cao tươi. Sâm cao này của chúng tôi thì đã được rửa sạch, phơi khô rồi, và tôi chỉ việc xếp vào bình thôi. Và đây là cái bình, đây là một cân sâm cao khô của tôi đây. Chỗ này sáng là tôi đã cân một cân rồi. Về việc ngâm rượu sâm cao này thì các bạn cứ cho vào bình thôi. Thực ra thì khi mua về cái sâm cao này nó sẽ bẩn, rất là bẩn, ngoài toàn đất. Các bạn vì chịu khó cọ rửa, các bạn có thể lấy cái vòi áp suất cao, các bạn phịt thật sạch, hoặc các bạn có sẵn thời gian thì các bạn ngồi cứ rửa từng củ thôi, càng sạch. Còn sâm cao khô thì sẽ đã được rửa sạch và phơi khô. Đấy, và khi về thì các bác có thể thêm một chút để các bác tự các bác xào lên rồi các bác ngâm rượu. Đây là chúng tôi sẽ ngâm rượu sâm cao tươi, toàn bộ củ tươi tôi sẽ bỏ vào tôi bình, làm một bình như này. Đấy, và tôi sẽ đổ đầy rượu đây, tôi sẽ đổ đầy rượu đây và tôi sẽ làm bình như này. Đây củ sâm cao, đây một bình sâm cao đã sẵn sàng nè để ngâm rượu các bác nhé. Cái này chỉ việc cho rượu vào nữa thôi. Ngâm rượu thì các bác nên dùng cái rượu từ khoảng 40 độ thôi, 40, 42 độ là cùng, không nên dùng rượu quá cao, nó sẽ làm cháy hết thuốc, mất tác dụng của thuốc. Các bác có nhu cầu mua cái sâm cao này thì sâm cao đen, sâm cao đỏ, liên hệ với tôi qua số điện thoại đang trên màn hình nha các bác nhé, 0932 340 345. Ở đây thì các bác sẽ được mua loại sâm cao với chất lượng tốt nhất, ngâm ra những cái bình rượu rất là tốt, tránh phải mua phải những cái hàng không tốt, bị dập nát, thối. Ngoài ra thì cũng xin quảng cáo thêm với các bác là chúng tôi còn có rất nhiều các sản phẩm khác, ví dụ như là sản phẩm yến xào, đông trùng hạ thảo và nhiều loại thảo dược khác. Đấy, các bác có nhu cầu thì liên hệ với tôi qua số điện thoại 0932 340 345 nhé. Cảm ơn các bác đã xem các video của chúng tôi. Các bác hãy bấm vào nút đăng ký để xem được nhiều video của chúng tôi hơn nữa, và được luôn luôn được cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi thường up lên. Xin chào các bác.